Hai chào anh em, và trong video này mình sẽ review cho anh em một cái sản phẩm mà mình thấy dạo gần đây nó khá là hot ha, nhất là trong cái mùa dịch này. Thì cái sản phẩm này là một cái nhiệt kế hồng ngoại đo trán, cũng giống như là đo tay nè, đo cơ thể không cần tiếp xúc, và cái độ chính xác của nó cũng khá là cao. Cái sản phẩm này có cái mã là UX-A-01. Trên bàn của mình hiện tại đang là cái máy đo nhiệt độ hồng ngoại ha, thì họ còn gọi đó là cái nhiệt kế hồng ngoại. Thì cái sản phẩm này mình thấy cái thông tin nổi bật nhất của nó là nó có thể đo được hai cái nhiệt độ, có nghĩa là nhiệt độ S cũng như là nhiệt độ C. Anh em có thể tùy chỉnh thiết lập trong cái phần cài đặt của nó, tại vì cái thiết kế của nó có một cái cò nè, khi mà anh em bóp cò thì cái đầu nó sẽ bắn ra. Mặt trước của nó thì sẽ có một cái màn hình LCD 2 inch, nó sẽ hiển thị được cái thông số của cái sản phẩm này, thí dụ giống như là nhiệt độ hay là những cái thông số cài đặt ha.